Hân hỉ chào đón tất cả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Phong thủy Gia Cát. Quý vị thân mến, bằng việc tìm hiểu sao chiếu mạng về vận hạn, bạn sẽ biết được về tử vi của những quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 7 này sẽ như thế nào. Từ đó quý vị sẽ có được những kế hoạch để tránh được những điều xui xẻo, giảm bớt vận hạn xấu của mình và tăng cường những điều tốt lành trong cuộc sống, đặc biệt là trong tháng này. Xem tử vi của quý vị gia chủ Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 7 này cho biết, tháng 7 vận hạn của tất cả quý vị cất lên như diều gặp gió, may mắn tài lộc ùn ùn kéo đến. Trong phần luận giải ngày hôm nay, xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi về vận hạn của những quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ để biết được là tại sao trong tháng 7 âm lịch này họ lại có được những may mắn và thành công như vậy. Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi. Sau đây là phần tổng quan của các quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 trong tháng 7 âm lịch năm 2022. Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953 ngũ hành chướng lưu thủy, họ là người trầm ổn, tài trí hơn người, rất biết cách cư xử, tiến lùi ở đời đều hiểu, là người giỏi xã giao. Họ có phẩm chất cao sang và thường được mọi người quý mến và đánh giá cao. Tuy nhiên người này lại thường có tâm địa xấu xa và có lòng đố kỵ khiến họ không giữ được các mối quan hệ lâu dài. Đó cũng chính là lý do khiến họ mất nhiều cơ hội tiến thân hay kiếm tiền. Người tuổi này thời trẻ vất vả, trải qua nhiều khó khăn mới có được cuộc sống tốt đẹp, an nhàn hơn vào trung niên. Họ thích sự nồng nhiệt và theo đuổi tình yêu chân thành. Họ sống nội tâm, ít nói và không dễ nóng giận, thường suy nghĩ kỹ trước khi quyết định làm việc gì đó. Họ hiểu rõ về bản thân mình, biết mình yếu ở đâu, mạnh chỗ nào, đề cao đời sống tinh thần. Họ có khả năng dự đoán hướng đi rất tốt. Tử vi tháng 7 năm 2022 âm lịch của những người tuổi Quý Tỵ cho rằng đây là một tháng khá thuận lợi, mọi việc tiến triển suôn sẻ, hanh thông, bản mệnh tạo ra được các mối quan hệ tốt với mọi người xung quanh. Tháng này may mắn từ sự nghiệp sẽ giúp cho những người tuổi Quý Tỵ trong công việc xác định được mục tiêu rõ ràng của mình. Bên cạnh đó, bạn cũng biết cách phát huy sức mạnh của tập thể, sử dụng cách kết nối để giải quyết công việc nên mọi khó khăn đều được tháo gỡ. Về cơ bản thì tình hình sức khỏe của những người tuổi Quý Tỵ khá ổn định trong tháng này. Bạn không phải đối mặt với những vấn đề nghiêm trọng. Tháng này sa đạo bình lặng, mâu thuẫn nhỏ có thể xảy ra với các quý vị gia chủ Quý Tỵ nhưng không ảnh hưởng nặng nề tới tổ ấm. Tuy nhiên thời gian này cũng có thể sẽ xuất hiện người thứ ba xen vào mối quan hệ của bạn, dẫn đến những nỗi buồn trăn trở lo nghĩ của bản mệnh. Tháng này bạn bè có thể trở thành nhân tố tác động đến mối quan hệ của tuổi Quý Tỵ. Xét về thiên can, Quý Âm Thủy gặp Mậu Dương Thổ nên gọi là chính tài, nghĩa là bị thân khắc xuất. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Quý Tỵ cần chú ý nhiều tới vấn đề tài lộc của mình, tránh tham gia các trò đỏ đen sẽ dẫn tới thất tài không đáng có. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Với những người vẫn còn đang đi làm, trong tháng được quý nhân trợ giúp nên công việc trôi chảy, hứa hẹn đạt kết quả tốt đẹp. Theo đó, cơ hội thăng tiến vẫn rộng mở, rất đáng để kỳ vọng. Sự chăm chỉ, kinh nghiệm dày dạn và cống hiến lâu năm của mệnh chủ được lãnh đạo đánh giá cao, có người còn có thể được thăng chức trong năm này. Dù vậy, bạn cũng cần phải luôn nỗ lực, chiến đấu hết mình để có nhiều cơ hội hơn, tránh bị tụt hậu so với lớp trẻ. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân, dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ Quý Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên quý vị gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, xem tử vi tháng này cho thấy phương diện tài chính có dấu hiệu tăng tiến nhẹ, nguồn lợi chủ yếu đến từ các khoản trợ cấp, người đã nghỉ hưu hoặc lương hưu cho công việc chính đối với những người vẫn còn đang đi làm, do đó vấn đề tiền bạc cũng không còn làm khó bạn. Với những người vẫn còn hứng thú với việc đầu tư, có thể vừa sức ở các hạng mục liên quan đến bất động sản, xây dựng, nông sản. Việc đầu tư có quy mô nhỏ sẽ giúp bạn kiếm thêm thu nhập để tăng thêm lợi nhuận, cho dù có rủi ro cũng không đến mức quá suy sụp. Tuy nhiên, dù có là đầu tư nhỏ, bạn cũng không nên chủ quan mù quáng mà nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin, kẻo tiền bao nhiêu cũng hết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên các quý vị gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, Tỵ,
Dậu, Sửu giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân và quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tâm hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các quý vị gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, trong tháng bản mệnh không phải đối diện với vấn đề nào nguy hiểm, nhưng cũng không nên vì thế mà chủ quan, cần thường xuyên rèn luyện thể dục để tăng cường sức đề kháng, điều chỉnh tâm lý, cân bằng trạng thái tinh thần để lúc nào cũng cảm thấy vui vẻ, lạc quan, nâng cao tuổi thọ. Những người vẫn còn nặng tâm với sự nghiệp chỉ cần bạn biết cách chăm sóc cơ thể tốt, kết hợp làm việc, nghỉ ngơi, bạn sẽ không gặp phải nguy cơ tiềm ẩn lớn nào. Các quý vị gia chủ quý tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho quý vị gia chủ. Để vật phẩm phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các quý vị gia chủ tuổi quý tỵ. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Xem tử vi tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần, các mối quan hệ gia đạo đều được duy trì ở mức ổn định hài hòa. Đặc biệt nữ mệnh sẽ gặp may mắn trong tình cảm hơn so với nam mệnh. Nữ mệnh tháo vát, giỏi lo toan nên luôn có thể chu toàn cuộc sống, vừa chăm lo đầy đủ cho gia đình lại vừa không quên chăm sóc bản thân nên gia đạo ấm êm vô cùng. Người tuổi này nếu đang độc thân hoặc đơn thân cũng sẽ có một số cơ hội tình cảm với người khác phái trong năm, tuy nhiên bản mệnh cần chủ động hơn nữa để có thể nắm bắt hạnh phúc. Trong những tháng mà vận khí đi xuống, tâm tính bản mệnh có thể trở nên khó chịu, nóng nảy, nhưng nhìn chung tinh thần cả năm thư thái, hòa hợp với con cháu trong nhà, không phát sinh mâu thuẫn nghiêm trọng. Tổng quan tháng 7 âm lịch năm 2022, tháng Mậu Thân năm Nhâm Dần. Tháng 7 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 7 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 7 năm 2022 dương lịch, tức ngày 29 tháng 7 năm 2022 đến 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch. Tháng 7 Mậu Thân có nạp âm đại dịch thổ, tháng thân lục hợp tỵ, tam hợp tý và thìn thành thủy cục, xung dần, hình hợi, hại hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Đối với những người tuổi quý tỵ trong tháng 7 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 5 tháng 7 năm 2022, tức ngày 2 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp tinh hợi, có nạp âm, ốc thượng thổ. Ngày âm lịch, ngày 17 tháng 7 năm 2022, tức ngày 14 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp kỷ hợi, có nạp âm, bình địa mộc. Ngày âm lịch, ngày 29 tháng 7 năm 2022, tức ngày 26 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp tân hợi, có nạp âm thoa xuyến kim. Đây chính là 3 ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi quý tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với những người tuổi quý tỵ trong tháng 7 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch, ngày 2 tháng 7 năm 2022, tức ngày 30 tháng 7 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, giáp thân, có nạp âm, tuyền trung thủy. Ngày âm lịch, ngày 14 tháng 7 năm 2022, tức ngày 11 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp, bính thân, có nạp âm, sơn hạ hỏa. Ngày âm lịch, ngày 26 tháng 7 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp Mậu Thân, có nạp âm, đại dịch thổ. Đây chính là 3 ngày cát lành trong tháng để các quý vị gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú lông tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống này. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác và ai cũng có sứ mệnh của riêng mình.
Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi cho quý vị gia chủ tuổi Quý Tỵ trong tháng 7 âm lịch sẽ giúp tất cả quý vị được phần nào trong cuộc sống của mình có được những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại.